Còn tại sao hụ đầu thai người Việt Nam mà lại vẫn bị người Việt Nam không trân trọng? Đó là người Việt Nam mình có cái nghiệp nặng, rất là nặng. Hiện bây giờ họ cũng đang bị cái nghiệp rất là nặng. Nhưng mà cái nhiệm vụ xuống trần để mà đón rước Phật Di Lặc, tất cả những vị Phật mà thời xưa, mà lúc mà Phật Thích Ca 2600 mấy năm về trước, 500 mấy năm hả, lúc mà thọ ký, khi mà Phật nhập diệt á, ở một cái thời đại mạt pháp này á, khi mà đạo Phật bị suy đồi bởi con cháu của Ma Vương mặc áo vàng vô nó quậy á, câu chuyện đó ai cũng biết rồi phải không? Thì một vị Phật kế tiếp thì kế thừa, đó là Phật Di Lặc, là đức thầy của mình, Đức Bình Phú Sọ, là Phật Di Lặc. Sư phụ chỉ nói 99.9 thôi nha, còn 1% để chờ ngài tự ngài nói là ngài là số 1. Còn sư phụ là đệ tử của Phật Di Lặc, chuyên thừa của Phật Di Lặc, cái tiếng gọi cũng rất giống nhau, nhưng mà trên cái sịch thiếm bích kịch, sư phụ cho mấy đệ tử đức thầy và mọi người với cha đồ công bố ra bữa giờ á, để ai nên ai, con ma hay là con quỷ hay con Phật, nhà nào có cái bằng đó thì là con của Thượng Đế, con Phật. Còn những đứa mà lì lợm cứng đầu thì sau khi cái trận này á, nó sẽ nhiều chuyện để mà xảy ra với mỗi người có cái nghiệp của họ. Cái nghiệp trước tiên á, là thấy thất nghiệp nữa, đói nè, rồi bệnh đó, rồi mai mốt là thí dụ như bữa nay cúp điện ở Sài Gòn á, ngày mai là thí dụ như những cái gì mình thèm ăn như bánh mì đó, đâu có điện đâu làm bánh mì, rồi từ từ cái xuống cấp là thành ra điêu tàn. Thì cái bài hồng tàn giữa mùa xuân á, thì bây giờ hoa hồng nó khô và héo rồi tàn, bây giờ là rụng, nó đi qua bốn thời kỳ. Mà cái bài đó ngày xưa của một vị có cái tượng ngoại á, đang ngồi ngoài đó cho sư phụ, thì khi cái bài đó ra thì 1985 hay gì á, là chế độ Liên Xô đầu tiên sụp đổ, tại vì cơ trời mà đi hàng nghìn năm, thì những cái bài sấm cơ mà bây giờ trên mạng sư phụ bỏ lên á là trúng hết. Thì cái bài đó tuy là có mấy câu nhưng mà nó áp dụng nguyên vỏ thể chế Liên Xô sụp đổ. Từ thời đó tới thời nay á, quý vị cứ kêu sư phụ phải đọc lại cái bài đó, phải thuộc lòng cái bài đó, hồng tàn giữa mùa xuân, đứa nào mà thuộc lòng không? Thì đến hôm nay á, là rụng thiệt á, chứ không có còn là héo nữa. Tại qua hồng nó khó rụng lắm không? Nó héo từ từ, qua hồng là gì mình biết rồi đó. Hồng quân đồ, khăn hoàng đỏ rồi.